Thưa quý vị, sau trận lũ ống lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên vào rạng sáng nay 25 tháng 7, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn. Đồng hành có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên, đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe báo cáo về tình hình mưa lũ, khái quát thiệt hại về người tài sản và công tác triển khai lực lượng khắc phục thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường chỉ đạo huyện Điện Biên cùng với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng huy động tối đa lực lượng khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng y tế kịp thời chăm sóc và điều trị cho những người bị thương, đặc biệt là đối với những người bị thương nặng. Chính quyền địa phương kịp thời bố trí chỗ ở tạm thời, an toàn cho 18 hộ dân bị mất nhà ở. Các lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn phải hiệp đồng, phối hợp nhịp nhàng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phân bố hợp lý để công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ khu vực hiện trường, ngăn người dân tiếp cận sâu hiện trường, phòng tránh những sự cố ngoài ý muốn. Đặc biệt, quá trình ứng cứu sau thiên tai cần thực hiện với tinh thần khẩn trương, song phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên tăng cường bổ sung đầy đủ về người, vật tư y tế, thực phẩm, nước uống, đồng thời tiếp tục theo dõi sát dự báo diễn biến thời tiết để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, người bị thương và các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.